Rồi bây giờ mình sẽ thử kiểm tra chất lượng cái máy này còn đạt chuẩn, còn chính xác hay không thôi cả nhà ha. Hoàng Sơn xin chào bà con. Thì đợt trước tại sao mà Hoàng Sơn nhắc cả nhà hoài là nên mua hàng chính hãng mà không được mua hàng xách tay, đó là mình sẽ được kiểm định chất lượng. Thì cái máy huyết áp á, mà đo không chính xác thì rất là nguy hiểm ha. Mình có thể uống thuốc cũng rất là nguy hiểm. Nên là bây giờ á, mình sẽ thử kiểm định chất lượng một cái máy này. Thì hiện tại Hoàng Sơn đang ở phòng kỹ thuật của hãng Myvoline. Đó. Thì nếu mà mình mua hàng chính hãng á, mình sẽ được đổi máy mới nếu mà lỗi do nhà sản xuất nha. Mình được đổi máy mới trong 5 năm luôn. Còn nếu mà như sau 5 năm mà máy có hư, mình vẫn được sửa chữa hỗ trợ nha. Rồi, bây giờ mình nhờ mấy anh kỹ thuật test cho mình xem máy. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Dạ, chào anh. Thì đây là cái máy ha, cái máy mà khách đang sử dụng mình cần kiểm tra lại thông số kỹ thuật, Dạ. chỉ số nó đúng không. Máy Cái này quy là máy trình tới kiểm chuẩn. tra là sao anh? Dạ, máy này là máy tới chuẩn. Còn cái này là mô phỏng giống cái túi hơi gì đó. À, này giống tuổi hơi. Nè. Rồi, Đây, máy test sẽ set ha. nè. Chuyển cái máy sẽ sang chế độ để test. Cái máy test chuẩn này nó sẽ bơm ngược cái hơi vô cái máy của mình cần kiểm định. Dạ. Rồi. Cái này em sẽ chỉnh thông số kỹ thuật của cái máy này. Chế độ test với nhau thì mình sẽ chỉnh mức 3 ha. Chế độ 3. Rồi, sẽ cho cái máy này nó bơm. Nó bơm nó sẽ đẩy hơi vô cái máy mình cần test. Hai chỉ số này nó sẽ chạy, nó sẽ gần bằng nhau. Không có dao động quá 5. Rồi mình nhìn hai cái màn hình nè, dao Đó, động nhìn không quá 5 hai đơn cái màn vị. hình nè, đó, hai chỉ số này. Chỉ số này. Bởi vì bản thân cái dòng này là cái vành xả, nó sẽ hơi xả ra từ từ. Dạ. Nên khi mà ngưng bơm nó sẽ rớt cái hơi ra từ từ. À, cả nhà nhìn thấy hai cái màn hình nè. Cái Một mẫu này là là chính. B33 ha. Dạ. Nó đang chạm xuống. Nó mô phỏng giống như là mình đang đo mình phải không? Dạ đúng rồi. Này mình đo thì thường khoảng 1 phút nên là khi test chắc cũng tầm đó ha. Dạ, nó sẽ xả hơi ra hết luôn. Rồi, nếu như cái chỉ số nè, coi thông số của cái van xả. Dạ. Chỉ số này nè là không được quá 6 chấm. Dạ. Chỉ số trên cùng này nè, Không cái quá chỉ 6. số xả hơi á Dạ. không được quá 6 chấm. 4.8 máy này là yêu cầu. Dạ. Là cái máy nó sẽ xả hơi ra từ từ 1 phút, 1 giây nó có thể là nó xả từ 3 đến 4 nhịp. Dạ. Là chỉ số này 4.8 ha. Rồi. Rồi mình kiểm tra máy thì sao anh ha? Là nó báo kết quả trên máy này hả? Đúng rồi, À, nè. vậy là đủ rồi Là đủ. Ok, hai chỉ số ha. anh thấy lúc nào nó chạy nó À, sẽ lúc bằng chạy á, thì cái mình nhất. nhìn hai màn hình nó À, gần giống nhau rồi, gần giống rồi nhau. cuối cùng là kết quả nó hiển Kết thị trên quả kia. nó sẽ hiển thị cái chỉ thị cái tốc độ xả của van xả Dạ. là nó không được quá 6 chấm. Dạ. Nếu 6 chấm thì cái hơi nó sẽ nhanh. Dạ xong hả? Dạ. Nhanh ha. Rồi nếu mà bây giờ nó bị sai lệch thì sao anh? Nó sai lệch thì mình sẽ căn cứ vào đây, nếu nó sai lệch quá 5 đơn vị á là còn công tiêu chuẩn bảo hành máy mới Dạ. theo quy định của hãng thì bên em sẽ đổi mới Tức cho khách là một nếu cái mà đầu bị máy lệch mới. con số này là mình Dạ. đổi máy mới luôn, nếu Dạ mà đúng trong rồi. 5 năm. Dạ. Còn nếu mà quá 5 năm thì mình sẽ mở ra thay bo mạch luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay cả nhà mình thấy ha, đây là mình cái công đoạn kiểm chuẩn tại trung tâm của Myrolife. Còn có cái model này là không có tích hợp cái van xả chậm luôn. Dạ. Nó tích hợp cái van xả nhanh. Em chỉnh lại anh có thấy là hai chỉ số nó đứng nha, nó sẽ bằng nhau luôn. Dạ. Để em đổi cái model này cho. Rồi mình thử model khác. Dạ. Tới 280 nó sẽ Cả nhà dừng. nhìn hai màn hình nè. Chuẩn quá ha, giống nhau luôn. Dạ. Nhưng mà nó sẽ rớt cái hơi xuống, nó nằm khoảng 280 thôi. Dạ. Là nó giữ trong vòng 2 phút. Giữ À. trong vòng 2 phút, đặng biết cái máy này nó có kín hơi không nữa. À, giữ kín hơi luôn. Dạ. Cái dòng này có chức năng là cảnh Cảnh báo báo đột quỵ không? đột quỵ luôn cả Dạ. nhà. FIB. Tầm 2 triệu mốt là mình lại có chức năng đó như phòng khám rồi. Đó, thấy chỉ Máy số đang có kiểm 2, tra. 283 thấy không? 282 nè. Và độ dao động nó là 2. Bởi độ xây số sản xuất cho phép là 5. Cái này nếu mà trường hợp mà máy hết pin hoặc pin yếu nó có bị sai số không anh? Dạ nó không bơm được anh. À, nó nếu mà Dạ pin yếu không nó sẽ bơm nó không không bơm. đo được. Dạ. Vậy cả nhà mình yên tâm rồi ha. Nếu mà trường hợp là pin yếu nó sẽ không bơm luôn. Rồi, xong ha anh. Dạ dạ xong rồi anh. Vậy là ok ha.
Rồi, hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình ghé tham khảo cái cách kiểm chuẩn máy. Thì như Hoàng Sơn hay chia sẻ cả nhà, nếu mà mình như kiểm tra ở nhà thì sao? Ví dụ như mình ở xa đó thì mình sẽ kiểm tra, dấu hiệu mình là người bị triệu chứng huyết áp mà mình kiếm một cái người thanh niên khỏe thì mình sẽ kiểm tra chéo đơn giản ha, mình rồi cái người khỏe, mình rồi người khỏe. Thì thường cái người khỏe cái mức độ dao động nó rất là thấp đó, mình có thể nhận biết được. Còn đối với một người mà có triệu chứng huyết áp cao á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, nó rất là nguy hiểm. Và đương nhiên là cả nhà mình có thể gửi lên trung tâm bảo hành để nhờ kiểm chuẩn nếu mà mình nghi ngờ ha, hoặc là liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn theo số điện thoại bên dưới tiêu đề nha. Rồi, hôm nay cảm ơn mấy anh nha đã hỗ trợ mình xem cách kiểm chuẩn một máy đo huyết áp chính hãng nha. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.